Kubi nhà Khánh Thi, Phan Hiển tiếp tục vô địch thế giới. Kubi nhà Khánh Thi, Phan Hiển và bạn nhảy Linh Sang lần thứ 2 vô địch thế giới hạng thiếu nhi 1 tại Silabook World Championship 2024, hôm 23 tháng 4. Một lần nữa Kubi và May làm cho ba mẹ vỡ òa cảm xúc, lại được nghe quốc ca Việt Nam rồi. Mẹ Thi ở nhà ngóng tin con lúc 3 giờ sáng và khóc luôn, Khánh Thi nhắn gửi đến con. Đây là lần thứ 2 Kubi và bạn nhảy vô địch thế giới hạng thiếu nhi 1, 6, 9 tuổi tại giải đấu Dancer Sports Silabook World Championship 2024. Năm nay, Kubi và May đăng ký hai nội dung thi đấu Stand Up và Latin tại giải Silabook World Championship 2024. Với sở trường Latin, hai bé giữ vững phong độ khi trải qua 4 vòng thi cam go với hơn 70 cặp thí sinh trên khắp thế giới để có tên trong 6 cặp vào chung kết. Hai bé xuất sắc lên ngôi vô địch khi chiến thắng các đối thủ mạnh đến từ Nga, Italy, Albania ở vòng chung kết. Ở nội dung stand-up với 5 điệu nhảy oang, tango, viên oang, slow foxtrot và quick step, hai bé dừng chân ở vòng bán kết với vị thứ 12. Phan Hiển tiết lộ đây là thành tích mà anh cho rằng Kubi và May đã rất nỗ lực trong lần đầu tiên thử sức ở nội dung này. Khánh Thi cho biết cô không thể đi cùng con trai do em bé Lisa còn nhỏ và bận nhiều công việc nên chỉ có thể theo dõi từ xa. Phan Hiển là người đồng hành cùng Kubi trong vai trò huấn luyện viên. Trước đó, để chuẩn bị cho giải đấu, Kubi và bạn nhảy May đã dành vài tháng tập luyện dưới sự giám sát của Phan Hiển, Khánh Thi cùng nhiều thầy cô dancer sport khác. Có mặt tại sân thi đấu và chứng kiến khoảnh khắc con trai đứng lên bục nhận huy chương vàng, Phan Hiển không giấu nổi niềm tự hào. Cảm ơn hai bạn vì đã cho bạn bè quốc tế được nghe quốc ca Việt Nam vang lên. Với người vận động viên, đoạt giải nhất có thể là dễ dàng nhưng giữ vững thành tích mới là điều khó, anh nói. Bày tỏ cảm nghĩ khi năm thứ 2 vô địch thế giới, Kubi và May gửi lời cảm ơn các thầy cô, đặc biệt là Khánh Thi đã định hướng và dạy dỗ trong rất nhiều năm. Hai bé cũng gửi lời tri ân sự ủng hộ của đông đảo khán giả đã tình yêu thương cho mình từ năm ngoái. Kubi tên thật là Minh Cường, sinh năm 2015, là trái ngọt đầu tiên trong cuộc hôn nhân của vợ chồng kiện tướng đan sport Khánh Thi, Phan Hiển. Cậu nhóc từ nhỏ đã tỏ ra đam mê nhảy múa giống bố mẹ. Trước Silabook World Championship 2023, Kubi từng lập nhiều thành tích ấn tượng như đoạt 7 huy chương vàng giải vô địch khiêu vũ thể thao nghệ thuật Linenden quận 3 mở rộng 2022, năm thứ 3 liên tiếp đoạt giải vô địch. Huy chương bạc liên hoan các ngôi sao khiêu vũ, thể thao Đà Lạt 2019. Bạn nhảy của Kubi tên Linh Sang, biệt danh May, sinh năm 2015. Chị Mai, mẹ bé Linh Sang, cho biết con gái thích xem các video Khánh Thi, Phan Hiển nhảy nên đòi mẹ cho đi học. Cô bé tiếp cận với bộ môn này từ năm 2019 nhưng vì dịch Covid-19 nên đến giữa năm 2021 mới học lại. Khánh Thi sinh năm 1982, Phan Hiển sinh năm 1993. Khánh Thi là người dạy Phan Hiển những bước nhảy đầu tiên và từng nhận xét anh là học trò xuất sắc của cô. Năm 2009, sau khi chia tay Chí Anh, Khánh Thi buộc phải tìm bạn nhảy mới và quyết định bắt cặp với học trò Phan Hiển. Tình yêu giữa họ nảy nở từ đó. Chuyển từ mối quan hệ cô trò sang người yêu, Khánh Thi đối diện nhiều thử thách, trong đó có sự phản đối của gia đình. Họ nhiều lần chia tay rồi tái hợp trước khi Khánh Thi bất ngờ mang thai bé Kubi. Mối quan hệ của họ nhiều lần gặp trắc trở trước khi viên mãn như hiện tại. Từ ngày gắn bó với Khánh Thi, sự nghiệp Phan Hiển cũng thăng hoa hơn khi liên tục đạt những đỉnh cao mới tại SEA Games và đấu trường quốc tế. Họ làm đám cưới hồi tháng 12 năm 2022 sau hơn 7 năm chung sống và có hai con Kubi, Anna. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.